lại cả nhà trong video hôm nay của Trúc Phương. Cả nhà ơi, thì Phương với mẹ hôm nay là tới chuyến mình đi thăm lưới gắn với là bẫy gắn cả nhà. Thì do là hồi hôm qua Phương với mẹ mình đi gần, đó là hôm qua mình không có đi thăm, hôm qua đi gần câu cá cả nhà, không có đi thăm. Rồi hôm nay mình sáng là mình tranh thủ mình đi sớm lên trên chảnh tí xíu, vừa hình thỉnh nắng lên nè. Phương đợi vừa qua khung giờ cố gắng đi á, cho nó đi cái rồi Phương với mẹ mình tranh thủ mình đi thăm luôn. Cả nhà cùng theo Phương với mẹ mình hôm nay mình đi thăm bẫy với lại mình thăm lưới chung luôn nha cả nhà. Nay Phương đi đường này quay cho cả nhà xem luôn. Mấy chuyến trước thì Phương đi thăm không có dính á, cái Phương không có quay. Thăm lưới không dính cái Phương không có quay, cả nhà nói Phương là quay cho cả nhà xem luôn, nên là hôm nay hai mẹ con mình đi luôn. Trời luôn. Ăn chuột luôn à. Quá trời giống. Trời ơi đào. Đào trong đây ăn vàng gốc. Ăn gốc lát luôn rồi. Ăn gốc thì gốc cũng ngon. Đào lên ăn cũng hủ quá đây. Đào bên đây nè. Quá trời bên này luôn nè. Đường lưới ngang dài luôn này luôn. Trời ơi, hở chân lên đây rồi. Gió sóc lên. Chị chết. Nước tắt ra trong này. Chưa thấy đi cả nhà. Nhà ơi, mình đi dạ lên trên đầu gừng ở trên này nè cả nhà. Trên này Phương có giăng tay lưới ngang nữa. Hôm đó tới nay thì vẫn im buồn tại vì gừng nó không có trên khai phá trơn rồi cả nhà. Để lên tới Phương quay cho cả nhà xem. Dạ. Rồi, ôi. Ôi, hôm qua đi gần rồi chết con này luôn rồi.
qua tới nay đâu có tới nỗi vậy. Không lẽ cái nào bữa trước hồi giấc tối là bữa trước trời rồi đi con nữa. Ôi cô ơi, con này con sống không vậy? Trời ơi, sao nó hỏi vậy trời? Trời ơi con hành cả nhà ơi, con hành nó hỏi trời. Thôi chị ngủ luôn rồi nè cả nhà. Ở đây bình rộng ở đây là đúng gần hết trơn rồi cả nhà. Chắc nắng quá hay sao á, lúc đây không có rồi. Cái này dính là bữa trước hay gì á, chứ hôm qua đó. Hôm qua tới nay là nó không tới nổi rồi như vậy. Rồi chắc chứ. Con heo cái con heo cả nhà, con dện đấy cả nhà. Ôi, nó bự chà bá luôn. Với con này bữa trước rồi. Nước lên tới đây rồi nè cả nhà. Nước lên rồi. Ôi trời ơi, cái cá này chết luôn rồi. Cá này chắc ở dưới đây bò lên quá, gần miếng nước nè cả nhà, bò lên đi qua đây quá nè cả nhà, bò qua đi qua bên này quá, chắc qua mương bên này gần miếng nước mấy con đi. Cá này cái loại này thì nó dưới nước nhiều cả nhà. Con coi cái đậu nó đi hướng nào. Dưới này đi lên nè. Dưới gực hả? Trời ơi, mới không có đi thăm một buổi chiều cả nhà. Một buổi chiều với là một ngày hôm qua. Hổ hành này chắc nó mới chết cả nhà ơi. Để con coi đi coi nó còn ăn. Mình còn khá là được không? Đây à. Nó vẫn còn nóng. Nóng kinh khủng luôn. Mẹ gờ thứ ơi mẹ. Dạ. Đúng rồi, nó là nóng mà nắng nè. Trời ơi, nó ruột da tay luôn á. Hết biết bự luôn cả nhà ơi, cái nè. Con này còn được, con sử dụng được. Con này được để con lấy. Khủng quá cả nhà ơi. Ôi con hổ hành. Con hành này quá trời con hành luôn cả nhà. Con hổ ngựa nữa. Ủa lộn, con hổ hèo đằng đẵng nữa. Này con hổ hành này. Một con di cá nữa cả nhà. Hổ hành này con nhất rồi con ơi. Này con nhất cỡ nhất nè cả nhà. Con này là cũng cỡ cỡ con mà bao hãm Phương dính trong lợp á. Phương dính trong cái bẫy á. Thì cả nhà có bình luận á, kêu Phương là nuôi nó lại để cho nó lột xong rồi hả hả bén á, để cho nó mập lại á. Thì Phương còn nuôi nó ở nhà, nó vừa mới lột xong luôn cả nhà. Để tí xíu nó Phương về rồi Phương quay cho cả nhà xem. Giờ Phương mang con này về luôn nha cả nhà. Khủng quá. Giờ để Phương xử lý mấy con đẳng với lại là sửa lớn đồ lại cái. Rồi mình đi qua bên kia mình thăm bẫy. Cái nghề này á cả nhà ngộ lắm. Phương đi thăm mỗi ngày luôn á thì nó không có dính. Mà mình chỉ cần mình ngưng một ngày thôi là bắt đầu nó dính rồi cả nhà. Hồi giấc chiều á, giấc chiều hồi cái bữa trước á, trước ngày hôm qua á, là giấc chiều đó là trời mưa, là cái ngày mà Phương giăng lưới á, giăng lưới cá mà bị mất mưa á cả nhà.
là hồi cái buổi chiều đó là Phương không có đi thăm. Lứa gắn này thì Phương đi thăm là hai cử, một cử trưa với lại là một cử chiều, xế chiều luôn Phương mới đi. Phương đợi cho qua cái khung giờ của gắn đi á rồi các Phương mới đi thăm. Mà hồi cái bữa trời mưa đó là buổi chiều trời mưa đó là Phương không có đi thăm, mà buổi sáng thì Phương có đi nha. Buổi sáng thì Phương có đi mà buổi chiều Phương không có đi, với lại là một ngày hôm qua Phương đi gần câu cá nữa. Mà hôm nay là ba con luôn á. Trong khi đó hôm đó tới nay đi thì nó đi thăm mỗi ngày luôn á nhà, mà nó không chạy. Thì mình thấy mình đi thăm mấy lùn ấy ở nhà. Chỗ có tiêu luôn rồi trời. Chạy vô chăm đi. Ủa không? Còn. Chó nhảy xuống mương đi quanh đây kiếm con luôn hả? Đâu rồi, đi đắng tiền thôi. Đó, nó lộn mương quá. Mà chỗ nó kiếm trắng kìa. Con mấy con cây này kiếm không hành nữa nè. Chuột này nó cắn một lúa hả trời. Mày dài đi mẹ. Mày dài để lại đi. Chạy luôn đi. Trở lại lên để xích rồi nắng chút nha. Cái này bữa gặp thêm chuột cờ dại.
vô rắn gì chết rồi. Con này gì ra? Ô hành. Ô hành. Ô hành này chắc bị chuột cắn chết lắm. Chuột này hơi bự tới nhà, tại hồi bữa Phương đặt đặt bẫy lồng á. Đặt bẫy lồng cái dính chuột á, cái Phương đem đi thay nè, bởi vì chuột hơi bự. Gương gắn này cắn chân chuột chết. Ủa lộn, con chuột cắn gắn nó bị yếu sức nó chết. Nằm vô đây nha, vừa mới lọt ra, chui vô trong cái lọt của cái ấy của Phương này. Chỗ qua luôn đó nè. Con hổ hành. Wow, này cũng ú nha. Nhưng mà con không này đẹp nè. Con này chắc có chắc dính chắc ha. Nhỏ hơn con trong vỏ không rồi. Nhỏ hơn. Phương về tới nhà rồi. Phương mới bắt con rắn hậu hành thi hỏm nè. Con này nó lột xong rồi, cả nhà nhìn cái màu nó đẹp không? Bắt đầu nó có cái màu xanh lại rồi, đẹp đó nha. Mà mình gọng nó, mình nuôi nó không tới nay nên là cái đầu của nó hơi bị sần đó cả nhà. Còn đây là cái con mới nè. Để Phương bắt ra luôn. Đây là con hậu hành mình mới dính. Nhỏ hơn cả nhà ơi. Nhỏ hơn con hổ hành cũ của mình. Con hổ hành cũ Phương cho nó ăn cái nó cũng lớn, nó lọt ra cái nó lớn hơn. Nhỏ hơn cũng khoảng 8-10 cả nha. Hai con. Con này thì chết rồi, bự ghê luôn. Mà nó chết rồi. Mình cho vô cái lưới hết. Nay dính được
nay dính được một con hữu hành còn sống. Mấy con này quá uổng luôn cả nhà ơi, tháng nóng này dính không bao lâu trơn, cái nắng lên là nó chịu không nổi. Hai con nó lột xong nó đầu nó Phương cho nó ăn là nó sẽ lớn hơn nữa à. Con này nè ngon ghê luôn à. Ủa thôi giờ Phương xin phép cả nhà mình dừng video ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương. Hôm nay thì cả nhà cũng thông cảm nha, do là hai mẹ con cũng luân phiên cố gắng để đi thăm lứng rồi đi bắt cá nữa, mình cố gắng luân phiên theo mỗi ngày để mà thăm cho đầy đủ, nhưng mà do là phải đi gần nữa nên là chậm thăm có một ngày à, mà dẫn đến cái sự cố này. Hôm nay bị chết hết ba con, rất là tiếc luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.